chị có cần em tư vấn gì thêm không? Không, chị cảm ơn nha. Dạ. Oh my god, mẹ của cô gái có đôi mắt vàng đây nè. Trường của em đang có giảm học phí đó chị. Oh my god, hình như là đóng học phí trước kỳ thi test là được giảm 5% đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Đóng liền đi chị, chứ còn chần chờ băn khoăn cái gì nữa. Oh my god, đóng sớm thì được giảm, có gì đâu mà ngồi băn khoăn hoài vậy. Hay, nếu mà không đóng bây giờ mà lỡ miss cái kỳ thi tuyển đầu vào, lúc đó đừng có chặn đầu xe của em, xong rồi hỏi em tìm cái cách gì mà thuận tiện, thuận ơ gì á nha chị. Thôi, em nói nhiều rồi, em mệt quá. Vậy nha, nếu mà đóng á, kế toán xác nhận nhận được tiền á, thì nhà trường sẽ gửi biên lai qua email cho chị. Còn mà chị không đóng á, thì hên xui. Chị cũng biết rồi đó, trường của em á, ưu tiên thứ nhất á, là chất lượng học sinh. Ưu tiên thứ hai là... Được, chị đóng. Chốt đơn. Oh my god, chị đúng là một người phụ nữ quyết đoán. Chị, đẹp lắm ấy. Số tài khoản của trường phối hợp dịp nhàng quá. Dạ, tại vì trường của em là trường quốc tế chuyên nghiệp mà chị. Chạy nhanh chết rồi. Chạy nhanh thật đi. Đi về, đi về. Nó mệt quá. Ê, từ 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 từ, khoan khoan khoan. Sao? Nó chui vào đấy làm gì? Đi về. Mày khủng quá. Gì đó? Dạ đang đâu vậy? Cứu em với. Mẹ ác ma, cha thiên sứ, 20 giờ thứ hai và thứ ba hàng tuần trên K Cine, duy nhất trên K Cine.